Gửi tới quý vị đại biểu, quý vị khách quý, quý liệt anh, quý liệt chị, các ca sĩ, vũ công, nhạc công cùng đông đủ bà con, các anh các chị đã trở về sân khấu, một lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, lời chào trân trọng nhất. Chị ơi, chồng ơi, đây mà. Dạ vâng, quan họ vẫn có câu hát rằng: ngày xưa về với hồi lim, áo the khăn xếp làm duyên bản tình. Ngày nay che thái quê tôi, mến thương nghĩa lớn đáp lời núi. Và ngày hôm nay trên chính mảnh đất quê hương ta, 9 phút nữa anh những lời ca tiếng hát, tình yêu quê hương đất nước sẽ được cất lên để cùng tô thắm cho vẻ đẹp của quê hương làng Han đất mẹ. Được sự đồng ý nhất trí của lãnh đạo địa phương thôn Trẻ Han, được sự thống nhất của các câu lạc bộ liên xã liên huyện, ca sĩ Đào Khánh cùng toàn thể gia đình rất vui mừng phấn khởi và đăng cai để long trọng tổ chức một buổi giao lưu văn nghệ ngày hôm nay. Xin quý vị một tràng vỗ tay ạ. Vâng, hôm nay về dự với buổi giao lưu văn nghệ hôm nay, xin trân trọng giới thiệu quý vị đại biểu của địa phương. Tôi xin được giới thiệu có ông Đào Tiến Trường, bí thư chi bộ thôn Trại Han. Hai, bà Nghiêm Thị Xính, trưởng ban mặt trận thôn Trại Han. Ba, ông Vũ Văn Ngọc, phó bí thư thôn Trại Han, xã Quang Tiến. Đề nghị quý vị một tràng vỗ tay thật. Tiếp theo là hơn 60 ca sĩ nhạc công cũng về dự đông đủ với chúng ta ngày giao lưu hôm nay. Xin quý vị một tràng vỗ tay ạ. Sau đây là một nhân vật không thể thiếu mời lên sân khấu, đó là bà Đào Khánh và ông Văn Viết là người tổ chức sự kiện ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời ông bà Đào Khánh lên sân khấu ạ. Vâng, bà Đào Khánh nghe chưa? À đây ạ. Vâng, đúng vị em ạ. Tôi nghĩ là đây là chị Quý Linh. Vâng, sau đây là xin trân trọng giới thiệu các trưởng đoàn của các câu lạc bộ về dự buổi giao lưu hôm nay sẽ lên tặng hoa cho ông bà Đào Viết tổ chức sự kiện ngày hôm nay. Một, xin trân trọng giới thiệu câu lạc bộ Trại Han. Vâng, xin lưu một tràng vỗ tay ạ. Vâng, cảm ơn. Tiếp theo xin trân trọng giới thiệu đại diện câu lạc bộ Ngọc Châu lên tặng hoa cho ông bà Đào Khánh. Xin lưu một tràng vỗ tay còn lớn ạ. Vâng. Sau đó là câu lạc bộ Phúc Lễ, tiếp theo là câu lạc bộ Lan Giới. Xin mời các ông bà đại diện cho các trưởng đoàn của các câu lạc bộ chúng ta lên. Vâng,
nào vỗ tay thật lớn ạ. Xin kính mời tất cả các nhà tài trợ có thể lên tặng hoa trong lúc này ạ. Chủ nhiệm câu lạc bộ Ngọc Châu lên tặng hoa. Cũng xin mời ông bà Đầu Khánh cứ đứng trên sân khấu để được quay phim thật nhiều. Vì hôm nay ngày cũng là một ngày rất là hạnh phúc cho ông bà Đào Khánh và tất cả các câu lạc bộ, các anh chị diễn viên của chúng ta về với sân khấu hôm nay. Xin kính mời ông trưởng đoàn câu lạc bộ Hương Quê Hiệp Hòa lên tặng hoa. Xin mời ông anh chủ. Tiếp theo đây là tôi xin trân trọng giới thiệu một ý kiến và phát biểu cảm tưởng của ông bà Đào Khánh. Xin trân trọng kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa các anh chị diễn viên trong các câu lạc bộ văn nghệ đến dự buổi giao lưu hôm nay. Được sự đồng ý trong ban lãnh đạo thôn cho phép gia đình tôi tổ chức buổi giao lưu văn nghệ hát cho nhau nghe múa trên quê hương. Gia đình tôi rất vui mừng được chào đón các vị đại biểu, các khán giả, các anh chị diễn viên trong các câu lạc bộ trong và ngoài xã, không quản đường xá xa xôi đến dự buổi giao lưu hôm nay. Tôi không biết nói gì hơn, xin chân thành cảm ơn các quý vị đại biểu, các khán giả, các anh hai, chị hai, các câu lạc bộ trong và ngoài xã, và xin cảm ơn các anh nhạc công. Cuối cùng tôi xin kính chúc các vị đại biểu, các khán giả, chúc các anh chị mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc. Chúc anh hai, chị hai hôm nay hát hay múa dẻo. Chúc buổi giao lưu của chúng ta hôm nay thành công rực rỡ. Xin cảm ơn. Vâng, thay mặt cho tập thể, tất cả quý vị cùng các ca sĩ diễn viên, tôi xin thay mặt chúc cho gia đình ông bà Đào Khánh luôn luôn có một sức khỏe thật dồi dào, đa lộc đa tài, đa phú quý, đắc phúc đắc thọ đắc vinh hoa. Tiếp theo đây là mời quý vị lắng nghe một ý kiến phát biểu của một vị lãnh đạo trong địa phương. Mời anh Vũ Quốc Ngọc, trưởng thôn thôn Trại Hàng. Kính thưa các anh các chị, các bảo các câu lạc bộ gọi là hát cho nhau nghe đây rất vinh dự cho địa phương, gia đình và anh biết là sẽ tổ chức cái sự kiện giao lưu các câu lạc bộ ở trong huyện như ngoài huyện và các xã để đến tại địa phương của chúng tôi để hát cho nhau nghe. Thay mặt các đồng chí lãnh đạo của địa phương, xin chúc sức khỏe anh các chị luôn luôn mạnh khỏe, mang lại nhiều lời ca tiếng hát, những điệu múa, những hát thật hay để phục vụ cho nhiều những địa phương, những không cứ chỉ địa phương của thôn Trà Hàn chúng tôi. Một lần nữa, nhân dịp chuẩn bị bước sang cái năm mới, xin gửi đến các anh các chị và gia đình một lời chúc sức khỏe, chúc các anh các chị luôn luôn hạnh phúc, khỏe mạnh. Cảm ơn các anh.
Vâng, xin trân trọng cảm ơn ý kiến của ông lãnh đạo của địa phương. Chúc cho ông cùng toàn thể gia đình, cùng ban lãnh đạo của địa phương luôn luôn đoàn kết và quê hương ta ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn. Tiếp sau đây là để mở đầu cho một chương trình văn nghệ. Thì người quan họ chúng em vẫn có câu hát mời chầu rằng: mấy khi khách đến chân nhà, đốt than quạt nước pha trà mời người xơi. Trà lầy quý lắm người ơi, mỗi người xơi mỗi chén cho em vui lòng. Và qua câu hát của các chị cả, chị hai, chị ba, chị tư, thôn Trại Han chúng em thể hiện. Xin mời quý vị cùng thưởng thức.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe.
sau đây là tiết mục kết đoàn của đơn vị chạy hàng xong. Tiếp theo là
con cháu vào đây. Thế thì chúng em lại xin tỏ lời vấn tiếng.
Oh,
Nhớ nghe nhiều mà say đắm cho
trái kỷ niệm xanh, sống xa đưa ra vòng lòng. Chẳng chiếu sáng em bằng tia nắng, gió tan bao ngày tăm tối. Chẳng có mắt môi đẹp thơ, ngỡ như khi một thần trong giấc mơ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.